Hôm rồi về nhà ông Huynh nhỉ? Hôm anh thấy chú quay nhà ông Huynh ở ngay chỗ ủy ban ấy. À, chả biết tên, không đến, chả biết tên. Hôm nay anh, nhớ. Cách đây 2-3 hôm anh thấy chú đăng lên. À thế à? Vì là ở Văn Giang gì? Ừ, đấy nhà anh ngay đấy. À thế à? Từ chỗ nhà nó vào. Chả biết. Đi xuống nhà Dũng ấy đấy. Vào nhà mấy ông liền nhưng mà chả biết tên. Linh xa mà nhìn cứ tưởng là cây nguyệt quế. Đấy. Ghê chưa? Quay anh xấu hổ lắm. À đây à. Đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất chợ đấy. Chân tình đấy. Cây này của anh. Linh xa mà to thế nhỉ. Ghê quá. Chả biết bao tiền. Con này nó sao hoa. 15 triệu. 15 đồng. Vâng. Quý mùa này vẫn hoa đấy. Đấy ghét ghê nhỉ. Nhìn xa là tưởng cái nguyệt quế da rẻ này. 15 đồng. Thế chưa? Đấy, ra 15 đồng. Sàng khá tốt. Đây là lộc vừng, mua lộc vừng nhìn dây dợ kinh chưa. Hôm nay mang có một cây đi hả anh? Thằng đây. Làm sạch sẽ quá. Bác ơi. Kinh chưa. Thế 13 triệu. Đẹp. Quá. 13 đồng. Cái bệ nó dính ghê nhỉ. Thích chưa? Thích cái bệ chưa? To và anh kiện 13 triệu. Thế đi, thế nó kinh. Đấy, thế nó dã man. Đấy, 13 đồng anh nhỉ? Ừ. 13 đồng. Đăng lên em để cho anh cái số điện thoại lên cái hình ảnh của rồi. Chú. Rồi, rồi. Rồi anh. Vâng. Đấy. Chúc mừng. Xanh xi lòng hoàng quần ta là phần là cái gì xanh quê à chà cây sàn núi này kinh đấy sàn núi này đổ ghê đấy tại hàng khách thác thì nó bệ nó không có mấy như thế này. Bát xuống cái này chả biết của ai chắc của ông Lập chặt bán bông biết chia đi sang này sắm hoa thì phải sắm hoa có lẽ là như vậy mình cũng không phải chuyên gia về màu sam một cây linh sam và không biết giá sam núi vâng chắc của nhà ông Lập à của nhà ông nào không biết
chả thấy buôn bán gì cả đâu. Chắc là hoa thì chứ không biết có phải sắp trái không. Sắp trái đấy. Đổ dạp xuống này. Cho vào cái đôn ha. Đây là cái núi này. Cái sam. Sam núi. Chẳng của nhà ông Lập, nhà ông nào chẳng thấy bán luôn. Đây, hàng rừng đó. Xương cá không biết. Quên mất để xe kia, ông nào trông cho mình không. Cái này là cái gì đấy? Để à? À để ăn đi nhỉ. Cái này là bao nhiêu tiền đấy? Không để cho nó chậu à? À này mà móc cái gì trắng à? Đây à? Bảo nó cái gì mới ra. Yeah. Em ơi, cây này là nó trồng thuần ở đây rồi à? Hay là để vào đấy? Con nhìn cỏ nó còn cái này rồi, con nhìn cỏ và để vào đấy chống lông rồi cơ ạ. Xanh, à, chanh. Kìa, cô gặp cái cây này không nhấp không được một lõa. Hôm nay chơi là... Cho đất ra để cho đất vào không? Chơi quá thiết thực. Chanh đào nhỉ? Chanh đào. Thì quả cho nó to thế. Sướng nhỉ? Cái này là dòng trong đấy lâu lắm rồi. Mới xong rồi đâu mà. Cái này Tết tiếc chơi thay quất tiếc thoải mái. Chanh đào. Quả to. Vừa ăn được lá, vừa có hoa, vừa ăn được quả. Quả nó bền. Chơi chết thực. Chanh đào. Chết thực. 2.5 đồng. Đây. Chanh. Ui ơi, hay quá. Chưa kịp xem mà đã xong rồi. Này thì hàng nhiều tiền rồi. Xong phim à? Hàng đấy xong phim rồi. Đấy, Ngọc Anh, Ngọc Bút. Ngọc Anh, Ngọc Bút đây. Rất sạch sẽ. Đây bây giờ mẹ sang đến con điền vừa nãy thì lại bị bay mất rồi, bay bốc khói rồi. Bây giờ đến còn xi búp đỏ không rõ bao tiền. Cái chỗ này là của khu vực của các nghệ nhân chơi sâu một tí. Này có lẽ là mình sẽ đáng suy nghĩ đấy. Cây phô xì đó rất đáng suy nghĩ. Không rõ mà tiền. Phô xì rất hay. Bán hàng à? Đây, ngồi trong kia. Hey. Hoa giấy. Cả hai lưu dư bao tiền? Giá rẻ rất có thể.
ra mặt sau quay cái xi. Cuối năm rồi. Cuối năm rồi. Đó bác. Con điền vừa nãy là vay rồi anh về. Ừ. Con này thì bao nhiêu đây? Đây là quả hùng. À đây. Con này 3,5 triệu. Thế à? Đi bay mất cả xe ngoài kia rồi. Rồi tí ngắm cái cây. Không phải đâu. Nói anh chơi cái to quá rồi. Biết rồi đi tham khảo giá rồi rồi. Đáng suy nghĩ đấy. Chúng ta mua mua cho tầm này con to thì đây là tách ra là có thế hai hoặc là ba cây. Con đâu? Con. Ngọc Bút, Ngọc Anh. Đấy. Nó là có hoa này nè. Nhà chặt lắm. Có cái nọ bên kia nhờ. Sinh động này. Đáng suy nghĩ thế này.